Chào cô chú và anh chị em nhé. Hôm nay nhà mình lại về một em Olin 700C sản xuất 2016, trọng tải cho phép là 7 tấn. Đây là tổng thể cabin nhá. Con xe này rất là đẹp, sơn zin 100%. Thùng bệ chắc chắn. Lốp rất là mới này. Lốp rất là mới. Đây là cabin đây, nội thất đây. Chủ đi rất là sạch sẽ này. Bọc ghế ra hết rồi nha. Chỉ cánh đây. Kèo cột đây, đinh rất là rõ này. Loại Olin 700C này thì thùng nó dài 5m7 70 của 5m8 nhá. Xe đi rất ít và giữ gìn này. Gầm bệ này. Sắt xi này. Thùng này chở rất là nhẹ đâm, các bạn nhìn sàn sóng này. Sàn sóng rất là thẳng, không võng, không trũng. Sàn sóng này. Do con này chở rất là nhẹ nên là sàn sóng rất là đẹp này. Lốp sau đây. Lốp sau thì cực kỳ mới luôn này. Các bạn mua một con xe cũ ấy, các bạn cân đối từ lốp. Một dàn lốp của nó mà mới là về các bạn đã không phải đầu tư mất bao tiền này. Khám lại mới, khám bằng tầm tháng 7 năm 19 này. Tháng 7 năm 19 này. Lốp mới, khám dài, xe đẹp. Còn chần chờ gì nữa. Đây, bên phụ đây. Lốp cũng mới đây. Lốp rất là mới. Anh chị quan tâm thì xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình nhé. Cảm ơn.